Thưa bà con nông dân, kết quả giám sát sự lưu hành virus cúm gia cầm tại 4 chợ bán gia cầm sống trên địa bàn hai huyện Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt cho thấy, tỷ lệ mẫu dương tính với virus gây bệnh cúm gia cầm AH5N1 là khá cao. Vì vậy, người dân cần áp dụng các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Đó là cơ sở để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng để chủ động kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh dại và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Trên cơ sở số lượng hóa chất đã được phân bổ, các địa phương thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc, chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các trường hợp dương tính với virus cúm gia cầm, các ổ dịch phát sinh mới và thông báo kịp thời cho ngành y tế, công bố dịch, tổ chức chống dịch theo đúng quy định. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiêm phòng đợt 1 năm 2024 cho đàn vật nuôi. Trong đó, tiêm vaccine cúm gia cầm đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.